Và đây là món bì cuốn. Nếu thích món này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nha. Ăn rất là ngon các bạn. Tự tay nhà làm thì nó sẽ an toàn hơn. Cái này mình sẽ xắt ra làm tư. Các bạn nhớ cuốn cho nó chặt tay á, mình cắt ra nó không có bị bung. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bì cuốn. Về nguyên liệu thì ở đây mình sẽ dùng là khoảng 1,2 kg thịt vai heo. Các bạn nếu như thích mà thích mỡ nhiều thì có thể dùng thịt ba rọi nha. Còn nếu như không thích mỡ nhiều thì có thể là dùng thịt vai heo hoặc là thịt đùi heo. Da bì heo, da bì tươi, ở đây mình dùng da bì tươi là khoảng 300 g. Bạn nào thích nhiều thì có thể dùng nhiều hơn. Tỏi ớt băm, tắc để mình làm cái nước chấm chua ngọt. Không có tắc thì các bạn dùng chanh giấm. Mình thì mình thích dùng tắc hơn, nó thơm hơn các bạn. Một bịch thính. Là món này thì không thể nào thiếu thính nha. Thính hay còn gọi là gạo rang. Nếu như mà các bạn không tìm được thính thì các bạn có thể là tự tay ở nhà mình làm. Bằng cách là gạo các bạn ăn cơm đó, đừng có vo nha. Nếu như có vo thì các bạn vo cho thật là nhanh thôi. Rồi mình để cho nó ráo nước. Xong rồi các bạn rang ở trên bếp. Rang đến khi nào mà nó vàng rồi các bạn cho vào cối xay sinh tố á. Các bạn xay cho nó mịn ra là thành thính. Rất là đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ đi ướp phần thịt. Mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng canh tỏi ớt băm. Phần còn lại thì mình vừa để mình làm phần nước mắm nha. Mình sẽ cho vào đây là 3 muỗng canh nước mắm. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng canh đường. Đường mình dùng đường vàng cho nó lên màu đẹp. Hôm nay thì mình sẽ không có dùng nước dừa tươi các bạn. Mình sẽ dùng nước lọc luôn. Nếu như các bạn có nước dừa tươi thì các bạn cho vào, nó sẽ lên màu đẹp hơn. Để tạo màu đẹp thì mình sẽ dùng là xì dầu. Đây là loại xì dầu mình dùng. Nếu như không có xì dầu thì các bạn dùng nước màu. Mình sẽ cho vào đây là khoảng một muỗng canh. Xì dầu thì nó cũng có độ mặn rồi, nếu như bạn nào ướp thì nên cân điều chỉnh lại nha. Khoảng một muỗng canh dầu hào. Do cái này là thịt khì nên mình sẽ ướp hơi đậm đà một chút. Dầu hào thì các bạn dùng loại nào cũng được hết. Cái này mình cho vào ngăn mát nên nó hơi sánh nè. Cho vào đây khoảng một muỗng cà phê tiêu. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Nếu như có thời gian thì các bạn ướp cho mình nửa tiếng, tiếng. Hoặc là ướp lâu hơn. Nếu như ướp lâu hơn thì cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Còn nếu như không có thời gian thì mình làm liền luôn, không sao. Trộn đều lên là được rồi. Mình bật bếp lên, mình để lửa lớn cho nó nóng lên các bạn, cho nó sôi lên. Rồi mình xào cái này cho nó săn, rồi mình sẽ cho nước lọc vào. Cái phần mà da bì heo hồi nãy á, nếu như bạn nào mà không tìm được cái loại đó, các bạn có thể dùng da heo. Da heo các bạn mua về các bạn làm sạch, rồi các bạn luộc cho chín. Rồi các bạn xắt thành sợi nhỏ nhỏ, mỏng mỏng. Nếu như bạn nào tìm mua được cái loại đó thì trộn ngon hơn, tại nó sợi nó nhuyễn á. Còn nếu như không có da bì tươi thì mình làm thịt không cũng được. Sau khi miếng thịt của mình nó săn này nè, mình sẽ cho nước lọc vào. Cho một lượng vừa đủ thôi các bạn. Mình cho vào đây khoảng 700 ml nước. Mình sẽ để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha.
Khi nào nó sôi rồi các bạn hạ xuống lửa vừa rồi mình khìa từ từ. Nếu như thịt các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn nên cắt miếng nhỏ hơn nữa nha. Các bạn đậy nắp luôn cho nó nhanh sôi với cho nó nhanh chín thịt. Phần gia bì thì bây giờ mình sẽ đi trụng nha. Các bạn nấu cho mình một nồi nước sôi. Mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng canh muối để mình làm cho nó sạch đó các bạn. Ở đây mình có một thao nước đá nè các bạn, nước đá lạnh, để sau khi mình trần sơ qua cái mình vớt mình cho vào liền luôn, chứ các bạn mà để luộc lâu quá nó bị mềm, nó hết giòn, trần sơ qua cái là mình vớt ra liền nha. Để lửa lớn nha các bạn, rồi mình tắt bếp liền, không có này không để lâu được, rồi vớt ra liền. Luộc lâu quá nó bị nhão, trần sơ qua cái là được. Rồi mình cho vào nước đá lạnh mình ngâm. Các bạn ngâm khoảng 5-10 phút hoặc là lâu hơn chút rồi các bạn vớt ra để ráo. Phần tắt này thì mình sẽ cắt ra mình vắt lấy nước nha. Nước tắc thì mình đã vắt ra rồi, cái này mình để riêng qua một bên. Ở đây mình dùng là 300g nước lọc, 150g nước mắm. Nếu như các bạn dùng nước mắm có độ mặn cao thì bớt lại nha, điều chỉnh lại. 150g nước mắm thì mình sẽ dùng là 150g đường. Cái phần này mình sẽ đem đi nấu. Các bạn nấu cho nó tan đường là được, cho nó sôi lên. Nước mắm này nãy mình có nếm nó còn hơi mặn một chút các bạn. Mình sẽ cho vào đây thêm nửa muỗng canh đường nữa nha. Về nêm nếm gia vị thì các bạn có thể là điều chỉnh lại, tùy theo các bạn ăn mặn ngọt. Nấu cho nó sôi lên nha các bạn. Bây giờ nó sôi trở lại nè, mình sẽ tắt bếp. Và các bạn để cho cái hỗn hợp này nguội rồi các bạn mới cho tỏi ớt cũng như là phần nước tắc vào. Nãy giờ thì mình khìa cũng được 25 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra và mình sẽ để lửa lớn luôn đến khi nào mà nó cạn nha. Trong quá trình khìa thì các bạn có thể là khoảng 5 phút hoặc là vài phút, các bạn lật trở miếng thịt lại cho nó chín đều. Và mình sẽ để lửa lớn đến khi nào nó cạn luôn là được. Thịt của mình nó cạn rồi nè, đó như thế này là được nha, thịt chín mềm rồi đó. Giờ mình sẽ tắt bếp và các bạn gắp ra để cho nó nguội, hoặc là để trong chảo để cho nó nguội luôn, xong rồi mình sẽ cắt ra thành những miếng nhỏ. Màu rất là đẹp các bạn. Nước mắm đã nguội rồi mình sẽ cho nước tắc vào. Tùy theo các bạn ăn độ chua thì các bạn cho nhiều nha. Để mình từ từ mình canh điều chỉnh. Mình cho vào đây khoảng 5 muỗng canh. 5 muỗng canh nước cốt tắc. Cho tỏi ớt băm vào. Rồi như vậy đã xong rồi nha. Cái sợi gia bì này nếu như các bạn thấy nó dài quá mình cắt cho nó ngắn ngắn lại. Phần thịt mình đã sắt xong rồi nè các bạn. Mình cho chung vào cái bì luôn. Mình sắt trước là 2 cục thôi các bạn, tại thấy hơi nhiều nên mình để lại 1 cục nha. Cái này mình để ăn cơm cũng được. Và các bạn cho mình vào đây là tỏi phi. Tỏi các bạn phi vàng á, cho vào. Mình cho vào đây khoảng 1 muỗng canh tỏi phi. Bạn nào thích nhiều hơn thì cho nhiều cho nó thơm. Mình sẽ cho thêm cái nước sốt khìa này nữa các bạn. Tại nếu như mà để nguyên thì nó sẽ lạc, nó bị lạc. Cho một ít vào mình trộn. Trộn cho đều lên. Và các bạn nêm nếm các bạn cho cái nước sốt này tùy theo các bạn nha. Cho nó vừa miệng. Sau khi các bạn chọn cái phần nước sốt khìa nó đều rồi, các bạn hãy cho cái
thính vào để mình trộn cho nó thơm. Lượng thính thì cũng tùy theo các bạn nha, thích nhiều cho nhiều, nhưng mà cho nhiều quá đôi khi nó bị đắng. Bì các bạn làm thì nó hơi ẩm ẩm như thế này nè, ăn nó mới ngon, khô quá ăn không ngon. Rồi trộn đều như vậy là được rồi. Và mình sẽ cuốn lại, thì mình cuốn chung với rau cải và bánh tráng thôi các bạn, đơn giản vậy thôi. Mình đã cuốn được một ít bì rồi nè các bạn. Các bạn cuốn là các bạn chất như thế này nè, và mình sắt cái này, mình sẽ sắt ra làm tư. Bạn nhớ cuốn cho nó chặt tay á, mình cắt ra nó không có bị bung. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.